tình cuối. Vì em như sân ga bé nhỏ, chuyến tàu thì đổ bên đó rồi đi. Nên em tuy thương anh, nhưng đời làm thân con gái. Một lần lỡ yêu rồi, đành mang dấu tủi hờn. Nỗi niềm cay đắng là thân con gái nên chấp nhận những chuyện không may. Ok, dạ vâng ạ, à, thưa toàn thể các bạn thân mến, phải nói là những đôi loa đẳng cấp chất lượng B3X15i hàng bãi xịn, sử dụng bát 40 từ 220 coi 100, chiếc kèn titan từ 17 coi 7,2. Và các bác vừa được nghe trải nghiệm một ca khúc rất là hay và có ý nghĩa. Và thưa các bác thân mến, em đang kết hợp cũng như là test chào bán tới các bác cùng anh em đôi loa B3X15i hàng bãi xịn do công ty B3 sản xuất, dòng sản phẩm công nghệ thương hiệu đến từ đất nước Đức. Em kết hợp với một chiếc đẩy Alley mã số DK1004. Đây là chiếc đẩy chạy mạch Class D bản nâng cấp, dòng đẩy size 1U, công suất đạt 1000W trên một kênh, lội trở 8 ohm. Một chiếc lưng Parel AC2020XS và một chiếc vang số chỉnh tay Gregutin KM320. Một chiếc lọc xì B3 mã số EQ2231. Chất âm hay, các bác thân mến, nghe ngọt ngào. Đẳng cấp thì nó vẫn cứ là đẳng cấp. Những đôi loa có giá trị và chất lượng. Tiếng bát đánh chắc sâu, ấm tiếng, tiếng tép sắc nét chi tiết. Đôi loa em đang chào bán với giá là 19 triệu đồng trên một đôi. Giá trên em chào bán tại cửa hàng. Và đôi loa này sử dụng là thùng gỗ sơn sần bóng màu đen các bác nhé. Tình trạng còn zin nguyên bản tuyệt đối cho các bác cũng như là anh em. Và trong video này em cũng xin được quay về nội thất của những đôi loa một lần nữa để cho các bác cùng anh em sẽ cùng trải nghiệm. Video này em test nhạc, còn video sau em sẽ test tiếng ca. Đã có rất nhiều những bộ sản phẩm karaoke lên đường. Đó, các bác cùng anh em sẽ cùng ngắm nhìn một lần nữa về nội thất của đôi loa nhé. Em đã có hai video đúng không ạ, một video giới thiệu hàng về cũng như là một video quay về nội thất. Em cho anh em tháo ra kiểm tra kỹ thuật. Thứ nhất là kiểm tra côn, màng nhện. Đấy, cho các bác anh em cùng yên tâm. Từng chiếc một đã kiểm tra rất kỹ các bác nhá. Tất cả mọi chiếc loa tình trạng còn mới, còn đẹp. Đấy, tất cả mọi chiếc em kiểm tra hết. Đấy. Và đến khi test cho toàn thể các bác là chỉ cần đóng đi thôi, test kỹ đóng đi. Đấy là các bác yên tâm, không phải lo lắng. Tất cả mọi chiếc em đều kiểm tra kỹ thuật, kiểm tra kỹ lưỡng, tỉ mỉ. Đấy, từng chiếc một. Loa check các bác nhá. Loa check từ 17, coi 7,2. Thùng gỗ sơn sần bóng màu đen, dòng sản phẩm 2 phân tần. Các bác ngắm nhìn. Màng loa rất đẹp. Màng loa keo bảo dưỡng, rất mới. Em kiểm tra tổng thể luôn các bác nhé. Đấy. Đấy. Quá là chuẩn chỉ luôn. Dòng này sử dụng gân vải tẩm dầu lụa, gân sóng 3 lớp, màng giấy, gân sóng để đánh to không bị dập. Dòng này công suất rất là mạnh khủng khiếp các bác nhé. Từ 220 coi 100. Loa rất đẹp luôn này các bác. Rất đẹp. Phân tần, sử dụng 2 phân tần. Một phân tần cho loa bát riêng, một phân tần cho loa check riêng. Rất mới, rất đẹp. Giá 19 triệu đồng. Các bác khỏi suy nghĩ. Đấy, tất cả các chiếc đều đẹp như nhau. Lo lên B3 thì nó quá nổi tiếng. Chất âm của nó thì rất là hay. Tiếng bát đánh chắc, sâu, trầm, ấm tiếng. Tiếng tép sắc nét chi tiết, độ bền cao. Những đôi loa hàng xịn, thương hiệu đến từ đất nước Đức ạ. Các bác sẽ cùng nghe. Ở video sau em sẽ test tiếng ca cho toàn thể các bác sẽ cùng nghe và cảm nhận nhé. Ok,
thưa toàn thể các bác thân mến, cửa hàng em có địa chỉ tại khu dân cư Trụ Thượng, phường Đồng Nạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, và em nhận giao hàng trên toàn quốc với những sản phẩm là những bộ karaoke em phối ghép ở đây. Các bác mua hàng sẽ vui lòng đặt cọc một ít tiền, em sẽ gửi hàng. Đẩy em đang chào bán với giá 11 triệu đồng DK1004, lưng với giá 1 triệu 9, vang với giá 3 triệu 1, lọc với giá 2 triệu 500 ngàn đồng, đã bao gồm phí vận chuyển kèm dây rắc cho các bác. Và em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Ngoài ra chương trình trả góp tại cửa hàng vẫn đang được diễn ra. Rất nhiều các bác muốn mua trả góp. Điều kiện trả góp cần chứng minh thư cộng sổ khẩu, trả góp dưới 30 triệu đồng, trả trong vòng 3, 6, 9 hoặc 1 năm với lãi suất vừa phải hợp lý. Và xin phép gửi lời chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Các số điện thoại mà các bác có thể gọi để đặt các sản phẩm. Ok ạ.